lúc đầu tiên thì lúc mới ra và mua trước của bọn Duyệt này, này. Thế sau bọn Duyệt thì mua sau là đắt hơn. Để nó chạy hàng thì nó lại lên. Mới ra là rất tốt. Mới ra chứ. 4-5 hôm nữa. Xã đi quan điếu đến mình hỏi làm điếu. Làm điếu. Ui, móng chụp ảnh nó lên. Thanh tiền. Trồng cát với xoài thôi. Hôm nay không thịt chó đâu, đồng tháng ai ăn chó rồi mua không? Hai em dưới à? 250 à? Để là ai nghỉ 250 con ấy cho bao nhiêu? 250. Thế rồi 900 giống này vừa rồi. Để 250 mang bắt trả tiền luôn. Thế không có like gì 250 thôi, nếu bán cái trả tiền luôn. Không gì cả. Không hiểu. Đâu có.